Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Đó là câu ca dao nói đến Cao Bằng, vùng đất tươi đẹp nơi địa đầu Tổ quốc. Thiên nhiên dường như đã dành sự ưu ái không nhỏ khi ban tặng nơi đây biết bao danh thắng tuyệt đẹp. Những cảnh sắc hùng vĩ, đậm chất thơ với suối, thác, rừng, núi trùng điệp cùng với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đẫm tình đất, tình người của một vùng sơn cước. Trong đó phải kể đến Tiên Thành, nơi có lễ hội Nàng Hai gắn với truyền thống về công chúa tiên giao của nhà Mạc, nơi có làng Tày Cổ với những nếp nhà sàn truyền thống, chứa đựng văn hóa lâu đời của mảnh đất xinh đẹp này. Tiên Thành được nhiều người biết đến là một làng quê thanh bình và mang đậm chất văn hóa của dân tộc Tày. Nơi đây là một trong bốn địa phương của tỉnh vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội Nàng Hai là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và cứ 2 năm một lần, lễ hội lại được tổ chức trong niềm hân hoan của người dân. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, thể hiện tục lệ cầu mùa, mời các nàng hai, tức các con của mẹ trăng ở trên trời xuống thăm trần gian và giúp dân làng trong công việc làm ăn. Đồng thời, lễ hội còn gắn với truyền thuyết về nàng công chúa Mạc Tiên Giao, người khởi xướng ra các làn điệu dân ca lượn trương, lượn hai của mảnh đất Tiên Thành ngày nay. Nhận thức được những giá trị văn hóa nổi bật, cùng với các tiềm năng du lịch tại địa phương, xã Tiên Thành đã xây dựng nên khát vọng đưa cái tên Tiên Thành đi xa hơn nữa, được nhiều du khách biết đến hơn nữa. Hiện nay thì có rất là nhiều điểm gọi là về đang nằm trong diện tiềm năng du lịch của xã Tiên Thành. Thì đó là thứ nhất là cái văn hóa làng Tày Cổ của xóm Bản Duồng. Đấy là một trong những cái truyền thống mà đặc biệt ở trong cái văn hóa Bản Duồng này là có cái lễ hội Nàng Hai đã được Bộ Văn hóa công nhận là văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Rồi thì lúc cái cát ngôi nhà thì vẫn là giữ được cái nét truyền thống cổ kính ngày xưa. Đấy, chính như vậy là đấy là một trong những cái điểm nổi bật nhất trong cả một cái quần thể du lịch tiềm năng này. Đặc biệt đấy là có cái mộ của công chúa Mạc Tiên Giao và bạn đồng canh, và cái tiếp theo nữa là có cái ngườm tiềm hay gọi là hang diêm. Thì ngoài chỗ đấy ra thì còn có một số điểm khác, ví dụ như là trên bản chập này là có một cái gọi là cái vọng gác của tướng Đinh Văn Tả ngày trước ở đóng đô ở đây khi mà được nhà Lê cử lên để mà dẹp nhà Mạc ở thành Phục Hòa. Tuy nhiên có những cái khó khăn về giao thông, nhưng có những cái thuận lợi rất là nhiều, bà con rất là đoàn kết và cũng như là giữ được cái nét văn hóa bản sắc dân tộc ngày xưa. Bản Duồng được xã Tiên Thành xây dựng thành làng du lịch cộng đồng từ năm 2018 và đến năm 2019 khi các nhà đầu tư quan tâm, xóm có 3 hộ đăng ký làm du lịch. Vùng đất cổ người Tày nơi đây lưu giữ văn hóa dân gian từ bao đời và cuốn hút bởi cảnh sắc tự nhiên vốn có. Những ngôi nhà sàn ở Bản Duồng đã hàng trăm tuổi được giữ gìn nguyên vẹn. Người Tày ở đây còn lưu giữ kho tàng hàng trăm câu chuyện xa xưa, câu tục ngữ và bài hát then cổ truyền cùng với các phong tục truyền thống. Từ khi ý thức được bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, nơi đây được đầu tư khá cơ bản từ các công trình phụ, di rời chuồng trại hợp vệ sinh. Xóm cũng đã xây dựng được đội văn nghệ, thường xuyên tập hát các làn điệu lượn then và lượn nàng hai để quảng bá tới du khách. Người dân Bản Duồng làm du lịch bằng nền văn hóa lâu đời, bằng sự tự nhiên vốn có của làng quê và lòng mến khách của người vùng cao. Hát hò then cho tối thì giao lưu văn nghệ điệu nàng hai, xong là phong sư, xong là các kiểu không khí trong lành.
về đây là không khí bà bảo là về đây có cái gì mà lạ mà có gì mà thích mà đẹp, nó bảo là giờ ấy bà quen thì không thấy gì đẹp nhưng mà các cháu về thấy đẹp lắm, nó bảo thế á. Không khí một là không khí trong lành, sau khi mà đi xong thì gia đình cũng mong sao là được ở trên giúp đỡ, xong là mở rộng du lịch thì về sẵn bà sẵn sàng cũng đón tiếp. Bản Duồng có 75 hộ, đa số là dân tộc Tày, tham gia làm du lịch với mục tiêu gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường xã hội nhằm phát triển du lịch bền vững. Mặt khác, phát triển du lịch cộng đồng sẽ tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân thông qua các dịch vụ phục vụ khách, khôi phục và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các món ăn, đồ uống, đặc sản của địa phương. Hiện nay, xã Tiên Thành đã xác định tập trung thực hiện là thành lập các đội văn nghệ xóm, bản, xây dựng các tour du lịch trải nghiệm, thưởng thức món ăn truyền thống, hình thành các điểm trải nghiệm gần gũi với đời sống người dân. Trong bản Duồng ấy thì cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đối với khách du lịch đến với địa phương. Thứ nhất, các anh chị đến với địa phương thì được trải nghiệm, thứ nhất là về được gặt, giống như vụ lúa bây giờ ấy, thì cũng rất là nhận được nhiều sự thích thú của du khách đến với bà con trong bản Duồng. Thứ nhất là được trải nghiệm bà con là gặt lúa, lúc đầu là được cấy, cày. Và điểm trải nghiệm thì chúng tôi thì cũng có các điểm trải nghiệm, giống như là chúng ta sẽ được trải nghiệm đi bắt cá này, bắt vịt này, rồi là ra đồng để xúc tép, xúc tôm. Còn ở trong bản Duồng thì hiện tại là còn các điểm du lịch giống như là đi hang, đi tham quan mỏ bó mí, hang ngườm cái. Còn cái mảng văn hóa thì bà con đa số là thứ nhất thì bà con cũng nắm được nhiều phần về mảng văn hóa. Thứ nhất là về cái điệu hát then lượn nàng hai thì bà con cũng cơ bản là cũng, hiện tại cũng đang để tôn tạo dần, cũng vì cũng thời gian cũng lâu thì bà con chưa được thể hiện lại nên cũng bây giờ cũng đang củng cố lại, cũng được sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và cấp huyện, tỉnh các thứ, các lãnh đạo cũng quan tâm đến cái vấn đề này và bà con thì tôi đang rất là muốn để cùng các cấp để bảo tồn lại các làn điệu này. Điều thuận lợi trong phát triển văn hóa gắn với du lịch ở Tiên Thành đó chính là nền văn hóa của người Tày đã có từ lâu đời và là nguồn cội tồn tại ở các bản làng. Thêm nữa, từ đây kết nối được các điểm khác ở xung quanh như hang Ngườm Pục hay núi Báo Đông, nơi Bác Hồ quan sát trận địa năm 1950 của huyện Thạch An, dọc theo quốc lộ 208 kết nối với cửa khẩu quốc tế Thả Lùng hay nhà tưởng niệm Bế Văn Đàn, hoặc có thể đi sang hướng Hạ Lang Trùng Khánh, xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương, kết hợp với giữ gìn và bảo tồn văn hóa đặc sắc là mục tiêu trong thời gian tới ở Tiên Thành. Huyện cũng đã đưa phát triển du lịch vào nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đó là cả một hành trình dài, cần sự chung tay của các cấp ngành và chính người dân nơi đây. Trong thời gian tới, triển khai cho việc quy hoạch của các điểm du lịch này. Đấy, và giao hẳn cho các ban quản lý của các xóm và của xã sẽ tập trung quản lý để bổ sung vào quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong thời gian sắp tới. Sau khi quy hoạch xong thì trên cơ sở những cái hạng mục mà chúng tôi đã chủ động và đăng ký các hạng mục đầu tư công và trong đó thì cũng có các điểm du lịch này. Đấy, chúng tôi sẽ phát huy lợi thế của địa phương, đồng thời là những cái nguồn kinh phí của nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hợp pháp khác để tập trung mà lồng ghép để vừa xây dựng phát triển nông lâm nghiệp
mà vừa gắn với việc phát triển du lịch. Mà du lịch ở đây là du lịch thân thiện với môi trường và bền vững. Thì như vậy thì cũng rất mong là trong thời gian tới thì cũng được Đảng, Nhà nước và nhiều các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để khơi dậy một cái niềm tự hào sẵn có mà thiên nhiên ban tặng cho xóm Bản Duồng nói riêng và cả xã Thiên Thành. Đến với Thiên Thành để cảm nhận những giá trị xưa với nhiều nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày, ngắm nhìn cánh đồng lúa uốn lượn quanh làng với những món ăn bình dị, đậm chất hồn quê của vùng sơn cước. Người dân hiếu khách và hòa mình vào không gian các bài then, hát lượn trương trong những ngôi nhà sàn đã hàng trăm tuổi. Một chút yên bình đó thôi để thấy cảm nhận nét giản dị mà độc đáo của văn hóa Tày truyền thống.